Dự kiến từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Phiên xét xử phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác cùng bị hại là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trước đó, vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. 85 bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân về một hoặc các tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng. Sau khi nghe phán quyết với mức án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo dài 6 trang để kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Lan, bản án sơ thẩm tuyên mức án tử hình đối với một người phụ nữ như bà là quá nặng nề và nghiêm khắc. Trong đơn kháng cáo, bà Lan đã trình bày lại quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 1975, bà Kha Yêu, mẹ của bà Trương Mỹ Lan, là tiểu thương tại chợ Bến Thành, quận 1, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng. Sau đó chuyển từ mô hình kinh doanh sang trung tâm thiết bị vật tư du lịch với nhiều cửa hàng vàng, bạc, đá quý. Và từ năm 1992 đến nay là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Gia tộc của bà đã tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng bệnh viện và có nhiều đóng góp trong đợt dịch COVID-19. Bà Lan trình bày, bà đã cùng với các cổ đông, người thân và bạn bè giúp cho ngân hàng SCB tái cấu trúc kịp thời nhằm ổn định hệ thống tiền tệ tài chính quốc gia. Cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng SCB là ngân hàng thương mại cổ phần với hàng nghìn cổ đông, khách hàng, không phải công ty trách nhiệm hữu hạn mà quy buộc cá nhân bà phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Dù trong hoàn cảnh nào, suốt quá trình điều tra cho đến khi xét xử sơ thẩm, bà Lan luôn thể hiện sự tự nguyện mang hết tài sản và tích cực phối hợp cùng SCB để khắc phục hậu quả. Trong đơn kháng cáo, bà Lan kính mong hội đồng xét xử và các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét thấu đáo và có đường lối xử lý phù hợp để bà nhận được sự công bằng khách quan, đảm bảo tinh thần nhân đạo của pháp luật. Theo bản án sơ thẩm, sau khi biết ba ngân hàng gồm SCB, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất mất khả năng thanh khoản, buộc phải hợp nhất hoặc mua lại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhờ nhiều người thân tín, bạn bè đứng ra mua một lượng lớn cổ phần và gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng này. Từ đó, bà Lan có quyền chi phối và trở thành người quyết định cao nhất tại ngân hàng SCB và chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo SCB rút tiền ra khỏi ngân hàng này để phục vụ mục đích của mình, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém cùng hàng loạt các sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng của SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, 4 lần trực tiếp đưa tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ cho Đỗ Thị Nhàn. Ngoài bản án tử hình, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm vừa bị xét xử sơ thẩm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền. 33 bị cáo còn lại từ 2 đến 23 năm tù về một hoặc các tội danh trên, buộc bị cáo Lan phải bồi hoàn cho 35.824 bị hại hơn 30.000 tỷ đồng. Thanh tra giao thông sẽ không còn cớ dừng xe o ép để làm luật. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án với 55 bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại các đội nghiệp vụ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Đây là vụ án tham nhũng nằm trong diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo dõi chỉ đạo, dư luận xã hội rất quan tâm. Quá trình xét hỏi, tranh luận tại tòa đã phơi bày ra một vấn nạn thực tế mà bản thân các bị cáo là doanh nghiệp, chủ xe kinh doanh vận tải hàng hóa đều trả lời tương tự như nhau. Đó là ai có xe đi ra đường kinh doanh đều hiểu phải chung chi làm luật. Xe của họ dù chạy đúng hay sai thì nếu không thỏa thuận chuyển tiền tháng cho bị cáo Chí và các thanh tra giao thông khác sẽ bị liên tục dừng kiểm tra, gây khó dễ, ảnh hưởng đến việc làm ăn. Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử cho rằng lẽ ra khi bị ép buộc, các bị cáo là chủ xe doanh nghiệp có thể tố cáo hành vi của thanh tra giao thông đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Nhưng họ không tố cáo mà chọn con đường đồng thuận đưa tiền tiếp tay cho các hành vi tiêu cực. Hành vi này là vi phạm và buộc phải xử lý theo quy định của pháp luật. Nói về vấn đề này, tại phiên tòa và bên lề phiên xét xử, nhiều bị cáo không giấu nổi nước mắt. Bởi theo họ, nếu xác định đi tố giác thì phải nghỉ làm, nghỉ chạy xe, còn kinh doanh và có xe chở hàng ra đường thì phải chung chi, đó là luật ngầm. Phiên tòa cũng chỉ rõ 7 bị cáo là thanh tra giao thông, trong đó có bị cáo Lâm Hữu Chí, người được xác định có vai trò chính là đầu vụ đã gọi điện, gặp trực tiếp gây áp lực như thế nào với các chủ xe doanh nghiệp, buộc họ phải thỏa thuận để chuyển tiền hàng tháng. Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định trường hợp cấp thiết để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ, lực lượng thanh tra được phép dừng phương tiện giao thông và yêu cầu người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Thế nhưng, các thanh tra giao thông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nhiều trường hợp vượt quá thẩm quyền quy định để dừng xe gây khó dễ, ép buộc các chủ phương tiện doanh nghiệp nhằm mục đích buộc họ phải chấp nhận đưa tiền tháng. Chỉ trong khoảng thời gian gần 2 năm từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, họ đã nhận tổng cộng khoảng 6 tỷ đồng của 49 bị cáo là cá nhân doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa cùng nhiều doanh nghiệp khác được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Có thể nói đây là một thực trạng nhức nhối, nhưng sắp tới đây là những hành vi nhũng nhiễu lợi dụng việc dừng xe kiểm tra để gây khó dễ, đòi tiền nhận bảo kê tháng của thanh tra giao thông như trong vụ án trên có lẽ sẽ chấm dứt. Bởi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, khi luật đường bộ năm 2024 có hiệu lực thay thế luật giao thông đường bộ năm 2028, thì thanh tra giao thông sẽ không còn được phép dừng phương tiện giao thông và yêu cầu người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật. Mà theo đó, tại Điều 83 luật đường bộ năm 2024 có quy định, thanh tra đường bộ chỉ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về kết cấu hạ tầng đường bộ, vận tải đường bộ tại đơn vị vận tải, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, đơn vị thực hiện dịch vụ hỗ trợ vận tải. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, trừ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe của lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định khác của pháp luật có liên quan. Mong rằng khi luật mới có hiệu lực và đi vào cuộc sống, các doanh nghiệp chủ xe chấp hành đúng quy định của pháp luật sẽ yên tâm kinh doanh, không còn bị làm khó, ép phải đưa hối lộ để mong được tạo thuận lợi khi hoạt động. Ngược lại với các biện pháp kiểm tra, chế tài mạnh, họ cũng sẽ phải bị xử lý thật nghiêm nếu vi phạm như chở quá khổ, quá tải.